Vâng, Sành Đồn xin kính chào quý chị, chúc quý chị cùng gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Ngày hôm nay thì nhà Sành Đồn xin sẽ giới thiệu đến quý chị những sản phẩm quần dài mặc ở nhà, đồng giá là 180k trên một sản phẩm bất kỳ và set free ship trên toàn quốc. Quý chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà Sành Đồn xin tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà Sành Đồn xin là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những sản phẩm đầu tiên trong buổi live hôm nay. Đầu tiên là Sành Đồn xin giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế quần với tông màu đen, form dáng quần này sẽ là một cái form dáng uông suông và nó sẽ là hơi ôm một chút, nên là bác nào muốn mặc cái kiểu gọn gàng thì chúng ta có thể là yên tâm lựa chọn em này. Chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu gió mềm mịn, mặc cực kỳ là thoáng mát và đảm bảo là chắn gió chống bụi cũng rất là tốt. Mã quần này sẽ là mã H295, chiều dài là 92, bụng là 78, đùi là 26 và ống là 18cm size S. Ở đây sẽ là một sản phẩm của nhà Philcon, bên trên cái phần cúc của mình cũng có dập tên của thương hiệu luôn. Và cái sản phẩm của mình cũng đầy đủ với túi trước, túi sau này, cho quý chị chúng ta tiện chúng ta sử dụng, chúng ta đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Form dáng của em này sẽ là một cái form ôm và mặc lên trông sẽ kiểu rất là trẻ trung năng động. Tông màu đen thì quý chị chúng ta yên tâm là phối đồ cũng rất là dễ dàng rồi. Mã của em này là mã H295, quý chị có thể sử dụng mình mặc ở nhà, mặc đi chơi cũng đều rất là ok. Tiếp theo chúng ta cùng đến với mặt thiết kế quần. Con này thì sẽ là một thiết kế của nhà Umbro, một thiết kế quần tông màu đen và bên trên này thì sẽ là các cái phần hình in tên và logo của thương hiệu này. Hình in còn rất là nét, còn rất là mới luôn. Và mã của em này sẽ là H296, chiều dài là 104, bụng là 64-104, đùi là 31 và ống là 15-20cm. Form dáng của em này sẽ là thiết kế form dáng suông, ống không bị quá rộng nên là mình chỉ có thể là yên tâm lựa cho em này. Mặc lên form dáng cũng rất là gọn gàng và trên các sản phẩm của mình sẽ có một vài các cái chi tiết có các cái đường kẻ như thế này để tạo cho cái sản phẩm của mình trông nó có điểm nhấn hơn. Và quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ cho nhà Sành Đồn xin đặt hàng với mã là H296, một thiết kế chính hãng của nhà Umbro. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế tông màu đen. Em này thì sẽ có thiết kế đường kẻ hai bên ống quần này và đặc biệt cái sản phẩm của mình sẽ có một cái đường vải lưới ở đây. Đó, khi mà quý chị chúng ta mặc thì đảm bảo là cực kỳ là thông thoáng luôn. Mã sẽ là H297, chiều dài là 99, bụng là 70-86, đùi là 29 và ống là 24cm. Form của em này sẽ là một cái form mặc tương đối ôm. Đó, bác nào mà muốn mặc kiểu gọn gàng thì chúng ta lựa cho em này. Mặc em này cực kỳ thoáng luôn. Cái ống của nó không phải là cái ống quá ôm mà nó sẽ là kiểu ống suông, ống côn. Đó, nên là các bác chúng ta yên tâm chúng ta lựa chọn. Cặp chun thì co giãn thoải mái rồi và bên trong này mình còn có cái dây đai để quý chị có thể điều chỉnh cái phần cặp này sao cho nó vừa vặn với cái số đo của mình, lại gần cho quý chị chúng ta coi cái chất vải này, chất cực kỳ mềm mịn và mặc rất là thích luôn. Mã sẽ là H297, tông màu đen rất là dễ mặc dễ dùng. Và tiếp theo sẽ là một thiết kế quần gió với cái tông màu của mình sẽ là cái tông màu tím này. Bác nào mà yêu thích những cái phong cách nó độc đáo độc lạ một chút thì chúng ta lựa chọn ra em này. Mã của sản phẩm sẽ là H298, chiều dài là 100, bụng là 62-88, đùi là 32 và ống sẽ là 12-15cm. Cái phần gấu của mình sẽ là thiết kế gấu bo chun, có một cái đường khóa ở đây để cho quý chị có thể điều chỉnh cái phần gấu này. Đó, các bác muốn mặc rộng rãi thì chúng ta có thể là kéo cái khóa này lên. Và cái sản phẩm của mình sẽ là thiết kế chất liệu vải gió dày dặn ở mặt đằng ngoài này và bên trong này sẽ có thêm một cái lớp vải lót nỉ. Quý chị có thể lựa em này chúng ta mặc trong cái thời tiết mà cái nhiệt độ nó xuống thấp thì đảm bảo là giữ ẩm cực kỳ tốt luôn. Cái tông màu tím này mặc vừa nổi bật thì này yên tâm là cũng rất dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Đây sẽ là một thiết kế mà mặc trông nó sẽ rất là nổi. Mã của mình thì sẽ là mã H298 này. Bác nào mà yêu thích cái sự độc lạ một chút thì chúng ta lựa chọn ra này. Chất liệu đảm bảo là quý chị chúng ta nhận hàng chúng ta rất là ưng. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần. Con này thì sẽ là một thiết kế kiểu vải đũi. Vải đũi của em này sẽ là cái chất vải dày dặn nên là quý chị chúng ta yên tâm. Mã sẽ là H299, chiều dài là 103, bụng là 66-90, đùi là 29 và ống là 21cm size XL. Form dáng của em này sẽ là thiết kế kiểu form suông. Bác nào mà yêu thích cái phong cách kiểu quần ống rộng thì chúng ta có thể lựa chọn em này. Tông màu của mình sẽ là cái tông màu kem. Những cái tông màu kem sáng màu như này thì quý chị yên tâm là mặc rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để mình có thể phối đồ. Cặp chun co giãn tốt này, có dây đai để cho quý chị chúng ta điều chỉnh, cúc khóa làm cũng rất là cẩn thận tỉ mỉ luôn. Ở quý chị chúng ta có thể là quan sát kỹ một chút để chúng ta thấy rằng cái sản phẩm của mình làm cũng rất là cẩn thận. Còn cái chất vải thì quý chị chúng ta yên tâm là chất vải dày dặn, mặc thoáng mát cho mình. Mã là H299 với
với thiết kế này mình hoàn toàn có thể sử dụng mặc ở nhà, mặc đi chơi đi làm cũng đều rất là ok. Tiếp theo sẽ là một thiết kế quần tông màu đen. Con này thì sẽ là một thiết kế form dáng tương đối ôm, với cái phần gấu sẽ được bo chu này, chất liệu thì sẽ hơi co giãn một chút. Và con này thì rất thích hợp để quý anh chị chúng ta lựa, chúng ta mặc ở nhà, mặc đi ngủ hoặc là mặc đi tập luyện thể thao, đạp xe chạy bộ buổi sáng. Mã của em này sẽ là H300, chiều dài là 86 này, bụng là 68 đến 90, đùi là 28 và ống sẽ là khoảng từ 11 đến 14 cm. Quý anh chị có thể mặc vừa, cái ống này nó sẽ là kiểu bo chu, nó co giãn nên là quý anh chị chúng ta yên tâm là chúng ta mặc nó sẽ ôm vừa vặn vào cái phần cổ chân của mình. Form dáng sẽ là cái form mặc rất là gọn gàng luôn. Tông màu này thì sẽ là cái tông màu đen, rất là dễ cho quý anh chị chúng ta sử dụng mặc hàng ngày, rất dễ để phối đồ. Mã H300, một thiết kế cũng rất là đẹp này. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần cũng với cái tông màu đen, và cái form dáng bên này cũng là một cái form dáng tương tự. Form size thì khá là nhỏ nên là bác nào chúng ta kiểu gầy hoặc là thấp thấp một chút chúng ta lựa em này mặc thì sẽ rất là vừa vặn. Mã H301, chiều dài là 79, ngang là 70 đến 88, đùi là 28 và ống là 14 cm. Chất liệu co giãn cực kỳ tốt luôn, chất liệu sẽ là có cái độ co giãn này, mặc rất là mềm mịn, hợp lý để cho quý chị chúng ta sử dụng trong cái thời điểm hiện tại. Đây sẽ là một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo này. Những cái dòng thiết kế của Uniqlo thì bao giờ nó cũng mang cái phong cách kiểu nó rất là đơn giản như thế này thôi, nhưng mà cái họ sẽ ưu tiên về cái mặt chất liệu hơn, nên là quý chị chúng ta mặc những thiết kế này chúng ta thấy là mặc cực kỳ thích. Mã lúc này thì sẽ là mã H301, quý chị chúng ta vừa vặn được với cái số đo của ngày thì chúng ta nhanh tay chúng ta chốt đơn. Và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một thiết kế quần với tông màu ghi. Con ghi này sẽ là cái tông màu ghi đậm nên là cũng rất là dễ cho quý chị chúng ta sử dụng mặc hàng ngày. Mã H302, chiều dài là 112, bụng là 80 đến 94, đùi là 33 và cái ống của mình sẽ là cái gấu được bo chu này. Quý chị có thể là điều chỉnh cái phần gấu này luôn, có một cái dây rút ở bên trong, quý chị có thể điều chỉnh cái phần gấu này sao cho nó vừa vặn với cái phần cổ chân của mình đó. Và form cái này cũng là một cái form khá là rộng nên quý chị chúng ta yên tâm là mặc cũng rất là thoải mái, cạp chun co giãn tốt này, và mặt đằng trước này sẽ có cái phần cúc bấm này, có khóa rất là cẩn thận cho quý chị chúng ta sử dụng. Ở chất liệu vải thì mềm mịn dày dặn. Mã H302, và đây sẽ là một thiết kế của nhà Mizuno này, bên trên có in cái logo của thương hiệu. Ở đây Mizuno thì là một cái thương hiệu đến từ Nhật Bản và nó cũng xuất hiện rất là nhiều trong các kiện hàng của nhà sành đồ xi. Và bác nào mà theo dõi lâu thì có lẽ là cũng rất là biết về cái thương hiệu này rồi. Mã bên này thì sẽ là mã H302. Sản phẩm tiếp theo dành cho các bác nào mà chúng ta yêu thích những sự năng động trẻ trung phá cách một chút thì chúng ta lựa cho anh này một sản phẩm quần với thiết kế túi hộp ở hai bên, và các cái phần túi này của mình sẽ là thiết kế chỉ nổi này, rất là trẻ. Mã H303, chiều dài là 98, bụng là 58 đến 84, đùi là 28 và ống là 11 cm, size L. Các bác chúng ta yêu thích sản phẩm này thì chúng ta nhanh tay chúng ta chốt đơn, mỗi cái sản phẩm của mình chỉ có duy nhất một chiếc mà thôi. Và cái thiết kế của em này thì sẽ là cạp chun co giãn cũng rất là tốt, đằng trước là cúc là khóa này, rất là cẩn thận để cho quý anh chị chúng ta sử dụng. Với sản phẩm này thì quý anh chị chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn mình mặc đi chơi cũng rất là ok. Mã của em này sẽ là mã H303, tông màu chủ đạo của em này nó sẽ là cái tông màu xanh than, là một trong những cái tông màu mà được quý anh chị chúng ta cũng rất là ưa chuộng. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế quần cũng là quần vải tông màu đen. Em này sẽ là thiết kế quần túi hộp này, cũng có cho mình hai cái túi hộp rộng rãi ở hai bên, quý chị có thể là chúng ta đựng sử dụng, chúng ta đựng đồ khi mà đi ra ngoài. Mã của mình sẽ là H304, chiều dài là 90, bụng là 74, đùi là 32 và ống sẽ là 14 đến 20 cm. Cái phần gấu của mình sẽ là cái thiết kế gấu bo chu, nó cái chu nó rất là mỏng nhỏ ở bên trong thôi nên là co giãn, cái độ co giãn của nó rất là tốt này. Còn về chất liệu thì quý chị chúng ta yên tâm, chất vải dày dặn và mặc lên cũng rất là mát mẻ cho mình, rất là hợp lý cho quý chị chúng ta sử dụng trong cái mùa xuân hè năm nay. Mã hôm này sẽ là H304, một sản phẩm quần mà quý chị có thể là sử dụng mình mặc đi chơi đi làm cũng vẫn rất là ok, form dáng cực kỳ là lịch sự cho mình. Mã của em này sẽ là H304. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần với tông màu, cái tông màu này sẽ là kiểu tông màu nâu bò, nó sẽ là một cái thiết kế tương tự như cái sản phẩm vừa rồi, nó chỉ khác màu và khác các cái thông số thôi. Mã sẽ là H305, chiều dài là 93, bụng là 70 đến 74, đùi là 30 và ống sẽ là 20 cm. Bác nào mà yêu thích những cái tông màu sáng này trẻ trung hơn thì chúng ta lựa chọn sang em này. Còn bác nào mà yêu thích cái phong cách truyền thống thì chúng ta sử dụng, chúng ta lựa chọn cái mã H304 vừa rồi. Còn em này thì sẽ là mã H305, đó, thiết kế túi trước túi sau đầy đủ cho mình, mình có thể là mang theo ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài, cúc khóa vẫn còn nguyên vẹn đầy đủ luôn đó, một thiết kế rất là đẹp. Còn về chất liệu thì nhà sành đồ xi bao chất cho quý chị luôn nên là mình hoàn toàn yên tâm về cái phần chất liệu cũng như là chất lượng của sản phẩm. Mã của sản phẩm này sẽ là H305.
Và đây cũng là một thiết kế đến từ thương hiệu Uniqlo này, một cái tem mác rất là uy tín của Uniqlo được gắn ở bên trong. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế cũng với cái tông màu nâu bò. Em này thì sẽ là một cái thiết kế form dáng tương đối là ôm. Chất liệu của em này rất là dày dặn và cái độ co giãn của nó cực kỳ tốt như này. Nó co giãn rất là tốt, nhưng mà quý chị chúng ta yên tâm là không bao giờ lo là hàng của mình nó bị bay hay là bị dù gì đâu. Hàng rất là đẹp. Đây là một sản phẩm của nhà Philco. Mã của em này thì sẽ là H306, chiều dài là 104, bụng là 74-96, đùi là 22 và ống sẽ là 14cm. Ra sau một chút để cho quý chị chúng ta ngắm lại toàn bộ cái form dáng của sản phẩm. Thiết kế của mình cũng đầy đủ túi chéo này, đằng sau cũng có túi cho mình sử dụng luôn. Và đặc biệt là ở phần ống quần này chúng ta cũng có một cái túi nhỏ vuông nhỏ ở đây, tạo điểm nhấn cũng như là gọi là làm cho cái sản phẩm của mình trông nó kiểu thời trang hơn một chút. Và mã của em này sẽ là mã H306. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì chúng ta nhanh tay chúng ta liên hệ cho nhà sành Đồ Xi. Chất liệu thì siêu thích luôn, mặc cực kỳ là ok. Với sản phẩm này thì các bác chúng ta mặc đi chơi đi làm cũng hoàn toàn là hợp lý được luôn. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần. Em này thì sẽ là thiết kế chất liệu gió mềm mịn. Hai bên ống quần sẽ có hai cái đường kẻ sọc đen và bên trên sẽ là có tên của thương hiệu. Mã của em này thì sẽ là mã H307, chiều dài là 96, bụng là 56-86, đùi là 24,5 và ống là 16cm. Cái form của em này sẽ là cái form mặc tương đối là ôm, nên là bác nào muốn mặc gọn gàng thì chúng ta lựa chọn em này. Cái tông màu nâu bò này thì sẽ mặc lên rất là trẻ trung rồi, nên là các bác chúng ta hoàn toàn yên tâm. Cạp chun co giãn tốt, có thêm dây đai ở đây cho quý chị chúng ta điều chỉnh. Trong này thì sẽ là tem mác của thương hiệu này. Tem mác đầy đủ uy tín nên là quý chị chúng ta yên tâm nhé. Mã của mình thì sẽ là mã H307. Ra xa một chút cho quý chị chúng ta coi lại toàn bộ cái form dáng này. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm với cái tông màu rất là nổi bật trong cái buổi live ngày hôm nay. Bác nào mà yêu thích cái sự phá cách thì chúng ta lựa chọn những cái thiết kế như thế này. Mã của sản phẩm này sẽ là H308, chiều dài là 96, bụng là 74-86, đùi là 25 và ống sẽ là 15cm, cũng là một thiết kế của nhà Philco luôn. Con này có lẽ là sẽ phải giới thiệu chi tiết một chút vì là nó rất là đẹp luôn. Bên trên cả quần này thì sẽ là một cái phần đai bằng khóa, một cái đai bằng nhựa như này để cho quý anh chị có thể điều chỉnh cái phần cạp. Cạp của mình nó đã là cái cạp chun rồi, co giãn rất là tốt rồi, mà có thêm cái đai này nữa nên là quý anh chị chúng ta yên tâm mình có thể là mặc rất vừa vặn với cái sản phẩm này luôn. Và phía dưới đây thì sẽ là có hai cái đường túi túi đứng ở hai bên này, có khóa cực kỳ cẩn thận để cho quý anh chị chúng ta sử dụng. Và bên trên này cũng không thể nào mà thiếu được các cái thiết kế túi chéo này, mặt đằng sau cũng có túi luôn, các bác đi ra ngoài mình đựng theo ví tiền điện thoại rất là ok. Và cái form dáng của em này thì sẽ là một cái form mặc cũng tương đối ôm, nhưng mà vẫn đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc rất là thoải mái dễ chịu, bởi vì chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu kiểu vải gió rất là dày dặn này, đảm bảo quý chị chúng ta nhận hàng chúng ta rất là ưng cái chất này. Có điều là cái tông màu của em này sẽ là một cái tông màu rất là lạ, rất là độc, nên là bác nào phải thật là yêu thích cái những cái thiết kế mới lạ như thế này thì chúng ta lựa chọn em này, chúng ta mặc cực kỳ là nổi bật luôn. Mã của em này sẽ là mã H308. Bác nào yêu thích sản phẩm này của nhà Philco thì chúng ta nhanh tay chúng ta liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế nó sẽ đơn giản basic hơn một chút để cho quý chị chúng ta lựa chúng ta mặc hàng ngày. Mã của sản phẩm sẽ là H309, chiều dài là 93, bụng là 62-88, đùi là 29 và ống của mình sẽ là cái ống được bo chun. Các bác có thể là điều chỉnh cái phần cạp, cái phần gấu này luôn. Muốn mặc suông hoặc là mặc cái gấu nó ôm vào phần cổ chân thì chúng ta đều có thể là điều chỉnh được. Chất liệu của mình bên ngoài nó sẽ là kiểu chất liệu vải kaki mềm, mặc siêu thích luôn. Cạp chun co giãn này và sẽ có dây đai để cho quý chị chúng ta điều chỉnh. Phía dưới đây thì sẽ là có túi hộp ở bên trên ống quần, một con quần rất là đẹp. Và có điều là em này nó sẽ hơi bị bẩn một chút, hoặc là nó sẽ hơi kiểu bị loang màu một chút này. Quý chị chúng ta quan sát kỹ, nếu như mà quý chị chúng ta bỏ qua được cái lỗi nho nhỏ này của sản phẩm thì chúng ta vẫn có thể là lựa chọn em này. Mình mặc hàng ngày, mặc ở nhà thì cũng rất là ok. Mã của sản phẩm này sẽ là H309 này. Và mọi thông số nhà sành Đồ Xi sẽ ghi ở phía bên tay trái màn hình. Quý chị chúng ta có thể là chủ động theo dõi để mình lựa ra những cái sản phẩm mà nó phù hợp nhất với cái số đo của cơ thể. Và tiếp theo thì chúng ta đến với một sản phẩm của, nói chung là cái màu sắc cũng không kém nổi bật trong buổi live hôm nay. Con này thì sẽ dành cho bác nào mà yêu thích những cái thiết kế kiểu dằn di bộ đội thì quý chị chúng ta lựa chọn. Mã H310, chiều dài là 103, bụng là 52-92, đùi là 33 và ống là 22cm. Em này cũng là một cái thiết kế cạp chun, nó co giãn rất là tốt nên là quý chị chúng ta không bao giờ lo là cái phần bụng này có vừa hay không. Còn về form dáng thì cái form của mình là một cái form ống quần rất là rộng này. Bác nào fan của cái thiết kế quần ống rộng thì chúng ta nhất định là phải lựa em này rồi. Còn về chất liệu thì đảm bảo là chất liệu dày dặn, lên form dáng mặc đúng form, chuẩn form. Và bác nào mà yêu thích con này thì chúng ta cũng nhanh tay chúng ta lựa chọn. Mã của mình sẽ là H310. Các bác mặc ở nhà, các bác mặc đi chơi cũng đều rất là ok. Ra xa một chút cho bác có thể là quan sát kỹ hơn cái form dáng của mình. Đó, rất là đẹp này. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm
và nó sẽ là một thiết kế quần đen basic đơn giản. Con này thì nói chung cũng không có quá nhiều điều gì để chúng ta cần phải nói về em này, vì nó quá là đơn giản rồi. Quý anh chị chúng ta có thể lựa mình mặc hàng ngày hoặc là mặc đi chơi đi làm cũng rất là ok. Túi trước túi sau đầy đủ này, và cạp của mình sẽ là cái cạp bo chun ở đằng sau, đằng trước thì sẽ là có cúc có khóa như thế này, và có thêm cả các phần đĩa quần nếu như quý anh chị chúng ta cần sử dụng thêm dây lưng luôn. Và mã của em này sẽ là H311, chiều dài là 90, bụng là 80, đùi là 33 và ống sẽ là 17 cm. Form của mình sẽ là một cái form ống cũng tương đối là rộng rãi và nó không bị là quá ôm vào người đâu, nên là quý chị chúng ta cũng yên tâm chúng ta sử dụng cái này mà cực kỳ là thoải mái dễ chịu. Mã H311. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế quần tông màu ghi. Em này sẽ là một cái thiết kế quần mà các bác có thể lựa chúng ta mặc đi làm. Mã H312, chiều dài là 99, bụng là 90 đến 106, đùi là 32 và ống là 19 cm này. Sản phẩm này chất liệu của mình rất là dày dặn luôn, đảm bảo lên form dáng đúng form chuẩn form. Cái cạp đằng sau của mình cũng là thiết kế cạp chu này, đằng trước có cúc có khóa cẩn thận và đầy đủ túi chéo đằng trước này, túi đằng sau cho quý anh chị chúng ta sử dụng, mình đựng ví tiền điện thoại đi ra khi mà đi ra ngoài. Và đặc biệt là cái tông màu ghi này, cái tông màu ghi xám này, quý anh chị chúng ta mặc lên rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để quý anh chị có thể là phối đồ. Mình hoàn toàn có thể là lựa mình mặc với cả áo sơ mi, áo polo, thậm chí áo thun cũng rất là đẹp rồi. Mã H312. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế tông màu nâu bò, mã H313, chiều dài là 86 này, bụng là 82 đến 100, đùi là 30 và ống là 20. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta rất là thích hợp để chúng ta lựa chúng ta mặc ở nhà thì sẽ hợp lý hơn. Cái tông màu của mình sẽ là cái tông màu kiểu hơi sáng một chút nên mặc cũng rất là trẻ. Bác nào mà yêu thích sản phẩm này thì chúng ta nhanh tay liên hệ cho nhà sành Đồ Si, chất liệu cũng rất là dày dặn và mềm mịn nên là mặc cũng rất là thoải mái dễ chịu. Mã H313 này, cái form chiều dài của này nó sẽ kiểu là mặc theo kiểu form lỡ thôi. Đó nên là bác nào chúng ta muốn mặc kiểu form lỡ vào cái thời điểm mùa xuân hè năm nay thì chúng ta lựa những cái sản phẩm như này mặc cho nó mát. Mã là H313. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần với cái tông màu đỏ mận, mã H314, chiều dài là 96, bụng là 64 đến 74, đùi là 24 và ống là 14 cm. Form của mình sẽ là một cái form tương đối ôm này, và chất liệu sẽ là chất liệu hai lớp dày dặn, bên trong còn có thêm một cái phần lót nỉ bông như thế này. Quý chị chúng ta có thể là lựa cho em này chúng ta mặc khi mà cái thời tiết cái nhiệt độ nó xuống thấp thì có thể là lựa em này chúng ta mặc ở nhà mặc đi ngủ sẽ rất là ok. Mã của sản phẩm sẽ là H314 và đây sẽ là một thiết kế của nhà Uniqlo. Bên trong này chúng ta có một cái tag đen của Uniqlo này, rất là uy tín xịn sò. Và sản phẩm tiếp theo nhà sành Đồ Si giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế quần với cái tông màu ghi. Cái này sẽ là kiểu cái tông màu xám này, nó hơi sáng màu một chút. Ở đây là một thiết kế chính hãng của nhà Philco với mã là H315, chiều dài là 96, bụng là 84 đến 106, đùi là 28 và ống sẽ là khoảng 13 đến 16 cm. Cái phần gấu của mình nó sẽ là được cái bo chu này, co giãn cũng tương đối là tốt. Nó sẽ mask với cái tông màu đen ở bên trên cạp quần như này. Cái cạp này quý chị có thể điều chỉnh được ạ, vì mình có một cái dây đai ở đây. Chất liệu thì sẽ là cái chất liệu cực kỳ mềm mịn, mặc rất là thoáng mát, chắn gió chống bụi tốt và thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt luôn. Mã của mình sẽ là mã H313, form dáng sẽ là cái form tương đối ôm, mặc rất là gọn gàng. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần cũng với cái tông màu ghi này. Em này thì cũng thích hợp cho quý chị chúng ta lựa mặc đi làm luôn. Nó sẽ là cái thiết kế có các cái đường kẻ sọc ở bên trên. Mã sẽ là H316, chiều dài là 93, bụng là 84 đến 90, đùi là 32 và ống sẽ là 15 đến 19 cm. Cái phần gấu của mình nó sẽ được bo chun như thế này. Đó, nói chung là cái độ co giãn của nó cũng khá là tốt, nên là quý chị chúng ta yên tâm chúng ta lựa chọn. Còn về chất liệu thì quý chị chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được. Đó, chất liệu cực kỳ là dày dặn luôn, đảm bảo lên form dáng rất là đẹp. Đây lại gần cho quý chị chúng ta có thể tự mình quan sát được cái tông màu, các cái chi tiết cũng như là cái chất liệu của sản phẩm này. Vải rất là dày dặn, từ các cái phần lớp lót bên trong này thôi cũng rất là đẹp rồi. Đó, có cúc có khóa cẩn thận, mà đằng sau thì cũng có túi cho mình chúng ta sử dụng luôn. Mã sẽ là H316, quý chị chúng ta yêu thích cũng như là chúng ta vừa vặn với cái số đo cái này thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Si. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một thiết kế với cái tông màu kem. Bác nào mà yêu thích những cái tông sáng màu thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho quý chị này. Cái vải của mình cũng là cái chất liệu vải đũi đấy. Cái vải đũi rất là mềm, rất là dày. Và cái phần gấu quần sẽ là được bo chun
họ rất là ok. Mã H317, chiều dài là 91, bụng là 74-78, đùi là 27 và ống sẽ là 14cm, nhỏ hơn 14cm. Quý chị chúng ta có thêm mà vừa, bên trên này thì sẽ có thêm cho mình hai cái phần túi chéo này, cho quý chị chúng ta có thể tiện chúng ta đựng đồ khi mà đi ra ngoài. Dây đai này để cho quý chị chúng ta điều chỉnh cái cạp này. Mã của sản phẩm sẽ là H317. Hàng cũng rất là đẹp, một con quần rất hợp lý để cho quý chị chúng ta sử dụng mình mặc ở nhà hoặc là mặc đi tập luyện thể dục thể thao vào buổi sáng cũng rất là ok. Và sản phẩm tiếp theo sẽ là một thiết kế quần cũng là cái form dáng tương đối ôm, một con quần đen đơn giản basic cho quý chị chúng ta sử dụng, chúng ta mặc hàng ngày. Chất liệu giày dặn này sẽ là thiết kế hai lớp, bên trong sẽ là một cái lớp vải nỉ cho mình. Một thiết kế quần sẽ hợp lý cho để cho quý chị chúng ta sử dụng khi mà cái thời tiết nó lạnh thì chúng ta có thể lựa em này. Mã H318, chiều dài là 95, bụng là 68-78, đùi là 25 và ống là 14cm. Một con quần quá là đơn giản và cũng rất là dễ dùng, quý chị có thể được sử dụng mặc ở nhà, mặc đi chơi đi làm đều rất là ok luôn. Và một con thiết kế quần rất là đa di năng. Mã hôm này sẽ là mã H318. Sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm quần với cái form dáng tương tự như cái sản phẩm vừa rồi, nó chỉ khác màu và thông số thôi. Em này thì sẽ là cái thiết kế tông màu xanh rêu, một cái tông màu xanh rêu này quý chị có thể tự mình chúng ta quan sát cái tông màu của sản phẩm. Mã H319, chiều dài là 98, bụng là 66-74, đùi là 25 và ống là 14cm. Ở đây sẽ là cái thiết kế quần đến từ thương hiệu Uniqlo này, tem mác đầy đủ rõ ràng, show hết ra cho quý chị chúng ta được coi này. Mã của em này sẽ là mã H319. Quý chị chúng ta yêu thích tông màu này thì có thể là liên hệ đặt hàng. Còn nếu không, quý chị chúng ta yêu thích tông màu truyền thống thì có thể lấy cái chiếc đen vừa rồi. Ở đây sẽ là cái chiếc màu xanh rêu. Những cái tông màu xanh rêu này mặc thì lên cũng rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để quý chị chúng ta phối đồ. Mã H319. Và đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi hết phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị chúng ta có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ý. Và xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên là ủng hộ Nhà Sành Đồ Si bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn kêu nút chuông thông báo để khi Nhà Sành Đồ Si ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.